Bạn đang xem chào bạn nào đang ngồi trước màn hình nha. Hôm nay thì mình đang giới thiệu về các sản phẩm mà cũ, thiết bị cũ đã qua sử dụng một thời gian. Đây là cái Asus ZenSpark C. Thì lúc trước khi mình mua cái này ở Phong Vũ là 2 triệu 8 đó các bạn. Đây đây, còn cái tem bảo hành nữa nè. Thì mình mua ở Phong Vũ thì đây, đây là em nó đây. Chùi lủi không có cái vỏ máy, không có cái miếng cái bao da ở ngoài ha. Thì mình đã xài con này hơn 2 năm rồi các bạn, rất là lâu rồi. Thì cái này thì hồi lúc đó trước thì cấu hình nó rất là mạnh, RAM của nó là 1 GB, ROM là 8 GB và nó có hai camera, một camera sau á là 2.2 megapixel à, còn camera trước để selfie cái 0.3 thôi. Thì cái này xài Android 5 chấm, thì nếu mà so với hiện tại thì nó rất là cũ rồi các bạn, nhưng mà xài cũng rất là bền. Nói chung tới tận bây giờ thì các nút bấm phím này vẫn rất là ăn đó. Và cái này á là 7 inch nha các bạn, và có thể gắn sim vô nghe gọi bình thường. Cho nên nếu bạn nào á có nhu cầu cần một cái tab vừa to nè mà vừa có thể nghe gọi được thì có thể nhắm tới em này. Mình nghĩ bây giờ giá của em Asus ZenBud C này đã rất rẻ rồi. Còn đây là AnTuTu B-Max nè các bạn, có thấy rõ không? Tại vì mình cũng xài đèn á cho nên nó cũng không rõ lắm. Đây AnTuTu B-Max, chà nó vẻ hơi hơi mờ ha. Chắc mình đang quay bằng cái con Oppo A37 á các bạn. Trời ơi, chất lượng nó cũng không có được đẹp, màn hình nó cũng không có rõ lắm. Thì cái con này đo điểm bây giờ là 17.677, là điểm trung bình của nó chạy thử của AnTuTu Benchmark á thì nó rất là yếu. Mức độ pin của nó là 3.450 mAh, thì nó cũng chỉ tầm trong một ngày thôi, nhưng mà phiên bản Android thì cũng cũ rồi. Thì mình cũng chưa úp phiên bản nên mình cũng không biết như thế nào. Cho nên các độ phân giải của nó cũng yếu lắm. Nói chung là nếu mà chỉ cần một điện thoại mà một cái ZenBud mà cái một cái iPad giống như một cái máy tính táp á, mà trong tầm giá đó để mà vừa nghe gọi mà vừa giải trí nữa, hoặc là cho mấy em nhỏ coi YouTube đó, thì cái này hoàn toàn là rất là tốt. Nó độ bền nó rất là cao đó các bạn, cho nên cũng có thể là một lựa chọn rất tốt cho các bạn. Mình thường hay làm clip về các thiết bị điện tử cũ đã qua sử dụng để cho thấy độ bền nó như thế nào. Tuy là hãng hiệu của nó là Asus, có nghĩa là nhãn hiệu tới từ Đài Loan, nhưng mà nó cũng có cái độ bền cao của nó, cho nên nó không phải là cái nhãn hiệu của tàu khửa hay là tô tung sàn, thì nó không có chất lượng đâu nha. Nhiều cái hãng nó cũng rất là tốt. Thì cái này mình đã dùng hơn 2 năm rồi, mà các bạn thấy không, màn hình của nó mình không có dán màn hình, cũng không có xài ốp lắm đâu, không có bao da gì hết á, cho nên mà nó cũng đỡ đằng sau nó miếng là nó nhám nè, nó chống chày mà chống bám vân tay luôn, rất là được. Và ở ngoài trước thì mình không có dán màn hình cho nên nó cũng không có chày bao nhiêu đó các bạn. Cho nên sau hơn 2 năm sử dụng thì mình thấy cái sản phẩm này rất là tốt, lại vừa túi tiền. Nó bây giờ có mua thì các bạn mua những cái loại này thì chắc chắn là giá nó rẻ hơn so với ban đầu. Ban đầu nó mới ra thì mình mua 2 triệu 8, bây giờ mình nghĩ chắc cũng có 1 triệu hoặc mấy trăm thôi. Bạn thử sợt ha, Asus ZenBud, Zen là ZZE này, ZenBud là đó. Trời ơi cái này nó mờ quá. Cái con Oppo A37 nè các bạn, ZenBud C nha các bạn, 7 inch á. Rồi xin chào các bạn nha.